Xin chào tất cả các bạn, mình là Saku. Trong video lần này, mọi người hãy tiếp tục cùng mình dịch tiếng Việt sang tiếng Nhật nhé. Rồi, bắt đầu! Tôi không thể quên được ngày đó, đó là ngày 23 tháng 5 năm 2016. 私は2016年5月23日のことを忘れることができません。Mình không nghĩ là ông đến quán mình. 彼が私の店に来るなんて思ってもいませんでした。Tại vì nghĩ là người ta tổng thống chắc là vào khách sạn chứ vào vì quán mình dân. 人々は大統領は一般的なお店ではなくホテルに入ると思っていました。Hôm đấy là con dâu cô là trực tiếp là người bê đồ ăn cho tổng thống nhưng mà lên đến nơi con bị run quá bê mà rơi cả nem ra ngoài. その日、義理の娘が大統領に食べ物を提供する際、緊張しすぎて揚げ春巻きを落としてしまいました。Một cái lem ra ngoài, tổng thống lại cầm cái lem đặt vào đĩa bình thường. 大統領はその落ちてしまった揚げ春巻きをプレートに載せ直しました。Cảm xúc của mình vẫn cứ như ngày nào như là mới xong ấy. 私の気持ちはまだこの日のようです。Trước khi tổng thống đến, gia đình tôi không hề biết một tin tức gì cả. 大統領が私の家を訪れる前にこのことは知らされていませんでした。Ở bên đài truyền hình CNN đến và thông báo là thuê tầng 2 thì họ cũng bỏ đặt là 50 suất trong quay để quảng cáo trên đài truyền hình CNN. はじめに CNN テレビ局でテレビの放送をするために2階の貸し切りと50人前の料理を用意してほしいと言われました。Thì chỉ biết là ta quay phim thôi.撮影をすることだけは分かりました。一人の女性がもう一人特別な人が来ると教えてくれました。特別な人というだけで誰も彼が来るとは教えてくれませんでした。Trước đó khoảng độ 5-6 ngày ấy, thì gia chỉ có thấy mấy cái anh người nước ngoài anh cứ đi lên tầng 5, tầng 6 như mình kiểm tra. 5日から6日ほど前、自宅を5階から6階までチェックしていたり。Đi vào các ngõ ngách bên cạnh ra kiểm tra thì mình cũng không hề biết. 隣の路地に入ってチェックしている外国人を見た時は何をしているか全く分かりませんでした。họ lên chó lên xong họ đi các phòng họ kiểm tra thôi. 彼らは犬を連れてそれぞれの部屋をチェックしていました。cũng hiểu người ta làm cái gì nhưng mà mình không thể nghĩ là tổng thống đến nhà mình mà người ta đã đi thăm dò trước địa bàn trước rồi. この時何をしているかはなんとなく理解はできましたが、まさか大統領が来るなんて思いませんでした。人々は事前にこの地域を視察していました。Nhân y tế đến cầm cái ba đi đồ đến và bảo bày đồ ăn lên bàn để xét nghiệm. 医療関係者がスーツケースを持ってきて、検査のために食べ物を机の上に置くように言いました。Nhà mình bày lên thì đồ nhà mình bán hàng như bình thường như thế nào thì ngày hôm đấy tổng thống ăn y xỉ như thế, không có khác biệt một chút gì cả.大統領が食べるものは通常通り売られているものと全く変わりありません。Tầm khoảng độ 3-4 giờ chiều, cảnh sát của mình ấy thì đến căng dây đầu phố thì báo là tổng thống đến thì mình biết là tổng thống đến. 午後3時から4時ごろ、警察が通りに並んでいるときに、彼らは大統領が来ることを初めて私に知らせました。Thì thực sự rất chi là ngỡ ngàng và bất ngờ. 本当に衝撃を受け、びっくりしました。
thì cô có gọi cho con trai cô, con bảo mẹ đùa con chứ làm gì có tổng thống đến nhà mình. 息子にこれを伝えると、息子はこう言いました。からかわないで。大統領がうちに来るわけないじゃん。Bảo thật, con về ngay tổng thống nhà mình. 本当だよ。早く帰って。大統領がうちに来るよ。Để con cố phóng từ trên lãnh hạ về thì vẫn còn kịp. それで息子は lãnh hạ から急いで帰宅し、間に合いました。Vào lúc ấy là cảnh sát vẫn cho vào. この時、警察はまだ入店を許可していました。Hai cái xe an ninh phải đi trước, xong xe của ông đậu đúng cửa mình. 2台のセキュリティの車がリードし、その後彼の車が店の前に到着しました。Ông bắt đầu xuống xe cái là dân tình đã đứng quay hết cả xung quanh rồi. 彼が車から降りると、周りはすでに人でいっぱいでした。Đầu tiên ông vào ông thấy trẻ con, ông bắt tay trẻ con trước, xong mới quay ra ông bắt tay mọi người. 最初に彼は子供と握手をし、その後すべての人々と握手を交わしました。Bắt tay và hỏi tình hình ông có khỏe không? 人々は握手をし、お元気ですか?と尋ねました。Cảm xúc ấy lúc bấy giờ khó tả, không thể tả lời. その時の感情を言葉で表すことはできません。Tổng thống đi lên tầng 2 và ngồi vào bàn. Người ta ngồi chọn phòng bên này nó an toàn hơn. 大統領は2階に上がり、席に着きました。彼らはより安全な部屋を選びました。Chính cái phòng bên kia thì thoáng thì đẹp hơn nhưng tổng thống lại không ngồi. 実際に反対側の部屋はより風通しが良く、より美しいですが、彼らはそこを選びませんでした。Ngoài đấy có cửa sổ các thứ nhìn ra đường thì không an toàn. 窓から外が見える位置に座るのは安全ではありません。Cũng như thế, thì rất nhiều cảnh vệ đi theo tổng thống. それだけではなく、多くの警察官が大統領についていました。Trong lúc nào người ta cũng nghiêm túc mà lạnh lùng. 彼らは常に厳しく冷たかったです。Họ quan sát, mà chỉ quan sát chứ không nói, không cười, không gì. ただ警備をしているだけで、何も言わず笑いませんでした。Bình thường như thế nào thì ngày hôm đấy tổng thống ăn y xỉ như thế, không có khác biệt một chút gì cả. この日に大統領が食べたものは何も変わらず、いつもと同じです。Vẫn cũng thịt chả, cũng nem, cũng bún, cũng rau, nhưng mà thực sự tổng thống ấy thì mình cũng cho nhiều hơn một chút, không phải gấp rưỡi rất bình thường, nhưng mà tổng ăn cũng hết. ハム、春巻き、ブン、野菜。私はこれらを通常よりも少し多めに提供しましたが、大統領はすべて完食しました。Sau khi tổng thống rời đi, lực lượng phóng viên nhà báo đến kín nhà luôn. 大統領が店を出た後、記者やジャーナリストの人たちがすぐに来ました。Mình nhớ nhất một câu một anh của phóng viên nhà báo nào đứng rõ phỏng vấn là thế sau này thì nhà mình có tăng giá không? その時、記者の方に聞かれた一文を覚えています。今後、値段は上がりますか?Mình nhớ mình trả lời là mình không hề tăng giá. 私はその回答も覚えています。値上げはしません。Đúng 4 năm rồi thì mình không hề tăng giá một đồng nào cả. 店を始めてから4年が経ちましたが、一度も値上げをしたことはありません。Thì sau đấy thì lượng khách đến đông nhưng mà nhà cô thực sự không làm kịp.Bán tí như là cũng treo hết hàng, bán tí lại treo hết hàng, không làm kịp được khách đến quá tải. その後、顧客数が増え、店の開店は間に合わず、すぐに売り切れになってしまいます。
お客様が殺到して対応しきれませんでした。Đây là những cái bát đũa mà đúng bàn của Mama sử dụng và các lọ giấm tỏi các thứ đúng với bàn luôn. これはオバマ氏が使ったお皿とお箸。唐辛子、ニンニク、お酢の入れ物です。Mình nghĩ là đóng vào thì lưu giữ lại những kỷ niệm mà ông đã từng đến đây.私たちは彼が使った場所を記念として大切に保管しています。お疲れ様でした。どうでしたか？ご自身。Nếu các bạn thấy hay thì hãy ấm like cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.